gấp tới rồi nhớ, trong quá trình thở không ra hơi thì bây giờ em đã mò tới rồi nha cả nhà, đã tới rồi cả nhà ơi. Không xa lắm, vài ngọn núi nữa là tới thầy nhà nhà nhá, vài ngọn núi nữa là tới khu vực của nhà của thầy nhà. Nói chuyện với cô chú một tí thôi em nhé, biết cái địa chỉ. Em nói quý vị nghe, có một cái thằng YouTube đó, nó đi nó kiếm thầy, mà nó ghép một cái tấm hình thầy ngồi trên cái ngọn núi, trên cái dạng như cái giống như một cái viên sỏi lớn đi, thế nó đứng từ xa, rồi cái nó chỉ là thấy rồi này, thầy ơi này, thế là cho cả nhà nghe lại nhá. Tới rồi. Nhớ, trong quá trình thở không ra hơi thì bây giờ em đã mò tới rồi nha cả nhà. Đã tới rồi cả nhà ơi. Ôi giời. Đấy giời. Nó mò đến. Mà có đâu. Nó ghép cái tấm hình á, thầy ngồi trên cái ngọn núi á, mà nó ghép á, nên mà nó chỉ ngón tay nó kêu thấy rồi, thấy thầy rồi. Là dạng cái câu like câu view á. Đấy dạng như là nó cái thằng này là thằng thằng này thằng bốn lỗ á. Nó nói thấy thầy rồi, mà thấy đâu? Nó ghép cái hình mà thầy nào? Ha. Rồi thêm nữa là em đọc cho quý vị nghe mấy cái comment nha. Mà em buồn cười. Ôi giời ơi. Tao nói nha. Tao không biết là mày có thấy thầy hay không. Mà giờ tao thấy trước mắt là người ta chửi mày. Em nói là để em đọc mấy comment cho quý vị nghe. Mô Phật, các ngươi đừng tìm phiền đến thầy nữa, hãy để thầy yên tu tập, chỉ vì câu like câu view mà không nghĩ hậu quả. Mô Phật, đúng rồi, chỉ vì câu like câu view mà coi như là lại tiếp tục làm phiền đến thầy nữa đó. Nó nghe được cái đoạn clip á, là hai người dân tộc là người ta nấu đồ ăn cho thầy, xong nó thấy nó coi được cái đoạn clip là bây giờ tiếp tục nó đi tìm nó đi tìm thầy á. Bắt đầu thằng này tìm xong rồi tới thằng khác tìm, thế này là tay nhau đi tìm, mà bắt đầu người dân tưởng đâu là nó đi tìm thầy, rồi cuối cùng là đổ xô đi coi kênh YouTube của nó là để coi như là theo dõi cái lượt theo dõi. Trời đất ơi, nó không nhận đó. Câu like câu view để mà nó kiếm khách. Thế cuối cùng sao? Người ta nói đó, người ta comment, người ta chửi cho. Người ta kêu để yên cho thầy. Để yên cho thầy, để thầy còn tu tập. Đừng có làm phiền, đừng có đi tìm thầy. Thấy không? Như vậy là quá làm phiền. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Chỉ vì mới nghe được cái tin là hai người dân tộc là có cái đoạn video có mấy phút à? Không biết ai quay lại được. Mà bây giờ là coi như tràn lan trên mạng. Tràn lan trên mạng, bây giờ nó đi tìm thầy. Đi tìm thầy bây giờ là diễn kịch, diễn phim mà để lừa khán giả, để cho khán giả vào xem. Cô like, cô view bất chấp vậy đó quý vị. Đó. Xong cuối cùng là giả mạo. Cái đó là giả mạo, lừa khán giả. Đó. Tiếp tục nha, cái comment thứ hai. Đừng chỉ chỗ của thầy nha. Sao mà biết được mà chỉ? Đây là nó ghép cái tấm hình ở trên chỗ cái đồi núi chứ. Có đâu mà có. Để cho thầy được yên tĩnh mà thuyền định, đừng làm phiền thầy nữa mọi người ơi. Làm ơn thương thầy đi, để cho thầy được yên tĩnh. Đó, thấy chưa? Một ý kiến nữa nha, là cũng kêu là đừng có chỉ chỗ thầy. Thí dụ bây giờ mình có biết, mình cũng không có câu like câu view như vậy, đúng không quý vị? Đâu có ai mà biết thầy mà chỗ kia mà đi chỉ như vậy hả? Trời đất ơi,
Bởi tôi nói là vì like, vì view mà bất chấp ha. Sống kiểu này ai mà chấp nhận được. Mọi người lên lãnh lễ từ xa, cứ để thầy tự do tu tập, Phật luôn ở trong tâm ha, điều rất tốt lành ha. Đúng rồi, nếu như mà trường hợp mà ví dụ đi, Phật luôn ở trong tâm, nếu mà có thấy thầy thì cũng không có nên quay thầy ha, không có nên quay thầy, đúng không? Quay thầy trong một chỉ làm như vậy là lừa khán giả chứ làm gì có ha. Rồi cái gặp những cái người vô ý thức là người ta nhào là người ta đi tìm luôn, ta biết cái ngọn núi chỗ nào là ta đi ta tìm, tại vì người ta vô ý thức thì lấy đâu ra mà là lấy đâu ra mà người ta không đi, có ý thức đâu mà không đi, không có ý thức thì mới đi ha. Còn những người có ý thức là người ta không quay, người ta không câu like câu view, người ta không làm kênh YouTube. Bởi cho nên tại sao mà thầy sợ những cái YouTube là nó quay thầy lắm, đúng không? Mặc dù thầy không có nói ra đâu nhưng mà ảnh hưởng đến cái công việc tu tập của thầy rất là nhiều ha. Tiếp tục nha. Vậy như lời em nói thì cái gì? Cháu ơi, biết thầy mạnh khỏe bình an là được rồi, đừng làm phiền thầy nữa, để cho thầy tu đi. Đúng rồi, nếu mà có biết cũng không có làm phiền thầy, em đảm bảo với quý vị. Nếu gặp em đi, em có biết em cũng không có hô hào như vậy, em cũng không có hô mưa gọi gió như vậy, để cho mà thứ nhất là coi như là lại tiếp tục là lừa khán giả này, thứ hai là mình làm như vậy là để cho nhiều người người ta lại có một cái hy vọng là người ta sẽ đi tìm thầy. Nhiều cái kênh YouTube á, bây giờ nó vì đồng tiền mà nó bất chấp luôn, nó đi luôn, cỡ rừng sâu cỡ nào nó cũng đi ha. Thế là bây giờ để mà quay lên để mà kiếm tiền câu like câu view, nó đâu có ngán, nó đâu có biết được rằng là cái để cho thầy được tu yên ổn đâu, nó đâu có nghĩ vậy đâu. Nó cứ quay đã, nó quay cho nó sướng đã, rồi nó kiếm tiền đó. Còn người khác bị ảnh hưởng cái gì kệ ha. Đó, nó đâu có biết thương thầy đâu, không có biết thương thầy là gì hết. Người ta thương thầy á là người ta không có quay ha. Nếu như mình là kênh YouTube thì mình không nên quay, đúng không quý vị? Ví dụ đi, mình biết mình đi xem thầy ha, mình chỉ cần ha, mình gọi là gì, ví dụ như gặp được thầy thì xin phép thầy cho con ghi âm thầy được khoảng một ít thôi, vài câu, xong ví dụ có về làm video á thì mình có thể ví dụ mình phát trên kênh của mình cũng được ha. Còn ai tin không tin thôi, đúng không? Lời thầy nói mà ai mà không tin ha. Còn đừng có quay trực tiếp ha, trực tiếp vào cái là lúc mà thầy đang làm gì á, là nhìn thấy thầy và thầy ra sao, đừng có quay ha. Hỏi thầy được rồi, thầy có khỏe không, rồi thầy như thế nào, thầy cần cái gì không ha. Rồi đừng có nói, đừng có quay thầy, ghi âm thầy một chút xíu được rồi, xin phép thầy ghi âm thầy ha. Rồi có thể mình truyền lại cho người ta nghe được rồi ha. Còn bây giờ mà dù chỉ cần nói là bây giờ thầy quay thầy ở chỗ này chỗ kia, ngọn núi này không biết mà ngọn núi khác là người ta sẽ biết, mình không biết nhưng mà người dân tộc ở đó người ta biết chứ sao không biết đó. Cho nên là tại sao mà đừng có vì cái vài cái like vài cái view mà làm ảnh hưởng đến thầy, nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng quý vị. Em nói chân tình với quý vị là rất nghiêm trọng. Thấy vậy chứ không phải là vậy đâu ha quý vị. Biết mà còn cố tình mà quay, sợ. Biết thầy bình yên là tốt rồi, đừng làm phiền thầy nữa ha. Đúng không? Hầu như là người ta kêu đừng có làm phiền, đúng không? Em tìm thầy chi vậy? Hãy để thầy yên tĩnh tự tu tập. Đại hòa đến với thầy nữa rồi. Ôi giời ơi, mới trốn được vài 20 ngày nay giờ. Nếu mà trường hợp mà đã nói rồi, có mỗi cái clip hai người dân tộc nấu ăn cho thầy thôi là bây giờ là nó tràn lan rồi. Nó tràn lan là YouTube nó có cơ hội để coi như nó đi tìm thầy để nó kiếm like kiếm view. Và biết sao,
nó bất chấp mà. Những cái thành phần này nó bất chấp, nó đâu có sợ gì đâu. À, cho nên là nếu mà nó sợ à, người khác bị ảnh hưởng, người khác nó đâu có đi, nó chỉ trỏ như vậy, đúng không quý vị? À, làm vậy làm chi? Trời ơi, đi ghép cái tấm hình trời ngồi trên cái núi vậy đó, xong rồi đi ra chỉ người ta đó, kêu đó thầy đó, thầy ở chỗ đó đó, nhanh lên thầy đang ở đây nè, thấy không? Tào lao không? Tào lao vô cùng luôn, thấy không? Đài hòa là đi à, có người nhiều người lo cho thầy đó, nhưng mà đài hòa là tới, thấy không? Lo trong lo, có những người có ý thức là người ta lo. Bởi vì sao? Bởi vì là đủ thứ chuyển đến với thầy, không riêng gì ha, thấy không? Tự nhiên giờ có một cái đoạn clip ha, là người dân tộc nấu ăn cho thầy rồi, thế mà bây giờ là người là tiếp tục kênh YouTube là lại đi quay thầy, thấy không? Đi quay thầy rồi còn sầu bắt đầu quay nhưng mà không có, còn bắt đầu nói xào xạo lên ha, thấy không? Làm cho thầy là tới mai mốt đó, nhiều khi mai mốt ảnh hưởng thầy này. Thầy là phải đi tiếp nơi khác thế này đó, có phải khổ không? Mới quen được cái chỗ đó chân ướt chân ráo, có được hai người dân tộc nấu cho miếng đồ ăn ấy rồi, không có hai người dân tộc nấu cho miếng canh rau ăn thì khả năng là phải hái lá rau sống để ăn, chưa được ấm chỗ thì coi như là tiếp tục YouTube người kinh lại tiếp tục đi săn là đi tìm thầy rồi, thấy không? Khổ chơi đó, thấy không? Đừng có quay thầy nữa, làm ơn đi, đi về làm cái công việc khác đi, về có thể về lên làm video nói chuyện được không, chứ đừng có làm những cái trò chiêu trò nữa, lừa khán giả là câu like câu view, rồi coi như là cái việc chính là coi như lừa khán giả này. Rồi cái thứ hai là coi như là hại đến thầy, nếu là tập thì sẽ hại đến thầy đó. Trong hai trường hợp nào mình cũng có tội, đúng không? Thì đừng có làm chi vậy hả? Trời ơi, chỉ vì vài cái like vài cái view mà thôi, bất chấp luôn quý vị, sợ thật á, chưa từng thấy luôn. Đại hòa có khán giả lo cho thầy, đại hòa sắp tới rồi thầy ơi, chứ sao nữa chị, quý vị lo xong lo ha, thấy không? Lo bây giờ là thế, quý vị biết sao không? Giờ không biết gì chứ mà cứ giờ cứ yêu cầu mà có người quay đến thầy tôi là thầy đã lo đấy. Nhiều khi thầy ăn ngủ không thầy coi như thầy ngồi tiền cũng không yên, mà coi như thầy tính tâm cũng không yên, rồi thầy ăn cũng không ngon, rồi thầy cũng không yên tâm để mà tu tập. Bởi vì thầy chỉ sợ là coi như YouTube phát hiện cho thầy thôi, là quay thầy là tôi xong rồi, dọn gấp thu dọn hành lý, lại nồi cơm điện với lại hai người dân tộc là xin từ giá sân cỏ, lại tiếp tục đi kiếm một cái khu rừng mới rồi tiếp tục tội nghiệp thầy, để đẩy thầy vào cái con đường xa quá, con đường coi như là không biết là thầy đi vào đâu, để mất công rừng sâu rừng thẳm, rồi không biết là tới ngọn núi nào, rồi tới hang nào, tội nghiệp thầy. Mong mọi người có ý thức, đừng có quay thầy nữa, ví dụ có thấy đừng quay một lần như vậy được rồi, một lần thôi, để cho cái người kia người ta quay một lần duy nhất thôi là được rồi, mình xem là được rồi, rồi sau đó mình làm video phân tích cũng được, chứ đừng có đi ăn đến những cái chiêu trò mà thầy kia rồi thầy đây rồi bắt đầu chia cái máy giả bộ ghép hình vô rồi lừa đảo người ta để mà kiếm like kiếm view ha, không có nên nha, bỏ đi nha, ha, đừng có làm cái chiêu trò đó là không ai đồng tình đâu, nói thẳng luôn, 10 người là hết 11 người không đồng tình về cái vấn đề đó nha. Em tới đây em cũng xin kết thúc video, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video gần tới, thì cũng mong quý vị khán giả ủng hộ cho em một cái like, một cái đăng ký kênh ha. Quý vị khán giả có những cái ý kiến đóng góp về những cái vấn đề như thế này, có nên gặp thầy, có nên quay hay không, hay là để cho thầy được yên ổn, thì quý vị có thể là đóng góp ý kiến ở dưới phần bình luận. Em lúc nào cũng ghi nhận và luôn luôn sẽ coi như là sẽ tìm hiểu cũng như là coi những cái ý kiến đóng góp của quý vị để em nghiên cứu, rồi em thấy cái nào đúng thì em sẽ ok
là đúng. Còn nếu em cảm thấy cái ý kiến đóng góp nào mà không hợp lệ thì em có thể là cũng để đó để coi như là ghi nhận ha. Em cũng mong là khán giả sẽ đóng góp ý kiến về những cái trường hợp như thế này. Em xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị nha.